Rồi chúng ta tiếp tục nhá. Thì ở trong video trước của chúng ta là chúng ta đã tìm hiểu cái sâu hơn nữa về thằng Asinata với cái parameter là con stack rồi, đúng nhỉ? Thế thì ở trong video này của chúng ta chúng ta sẽ 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 sửa thêm một cái lỗi nữa mà ở những video trước thì mọi người nếu để ý thì sẽ thấy, đúng nhỉ? Thì ví dụ nhá, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái về cái nấc uh, dự án này của chúng ta, đúng nhỉ? Thì khi mà mình quay trở lại desk đi chẳng hạn Đấy thì mọi người sẽ thấy không? Nó sẽ báo một cái đó là Callback Bay Asinata này Đấy đã chuẩn bị được Dispatch, spec tức nghĩa là cái version này vẫn thể sử dụng được nhưng mà version tới nữa thì có thể nó sẽ bị remove đi đúng nha thế nên là hãy đổi nó sang dạng đó là promise hoặc là sin away được nha thế là trong video này của chúng ta chúng ta sẽ sử dụng chuyển cái dạng callback của chúng ta sang dạng đó là promise được nha nhá được chưa rồi thì trước khi vào thì mọi người uh, Uh, như video mình đã thông báo thì đấy là mình có lập thêm một cái nhóm đấy là uh, ai cũng có thể lập trình. Thế thì mọi người sẽ roi vào đây nhé. Join uh, vào đây hoặc là join vào trong Discord đều được được nha. Thì uh, lập thêm nhóm ở đây thì mọi người sẽ dễ roi hơn, cũng như đặt câu hỏi nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Đông người hơn thì cái lượng trả lời kiểu gì nó cũng sẽ tốt hơn. Được đấy. Đấy chưa? Thì mọi người roi vào ủng hộ để nha, cũng như là uh, trao đổi thảo luận rồi bây giờ quay trở lại cái video chính của chúng ta này thì uh, để mà chuyển về cái dạng promise thì khá là đơn giản không có gì cả đây mình bắt đầu với cái thằng uh, mình sẽ bắt đầu với cái thằng uh, thằng gì ta với cái thằng dex detail nhá chính là cái dex đơn đấy nhỉ nhỉ dex detail thì đây mọi người giờ đây thì mình đang sử dụng test set Timeout ở đây đúng không có, có slope, con constant nhỉ nhỉ thì cái dạng mọi người nhớ là với cái dạng mà là promise thì rất là đơn giản thôi chúng ta sẽ là thay vì là chúng ta sử dụng đến cái parameter tên là callback thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái callback này đi đấy, và chúng ta thay thế bằng return new promise nhỉ return promise được chưa thì ở trong cái promise này này nó sẽ là một cái callback function đấy, thì cái callback function nó sẽ gồm hai cái parameter đấy là result resolve và reject được nha. resolve là trả ra cái kết quả mà cái hàm promise này xử lý thành công. còn nếu mà thất bại thì nó sẽ là reject và trả ra cái giá trị lỗi được nha. rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ copy cái set timeout này của chúng ta vào được copy cái set timeout vào. copy cái set timeout vào. này paste vào đây được nha. À, thì bây giờ nó sẽ có thêm một cái nữa đấy là cái callback này của chúng ta này chúng ta không còn callback nữa mà thay vì đấy thì như mình đã nói đấy là khi mà trả ra giá trị uh, khi mà xử lý thành công và trả dữ liệu thì sẽ sử dụng thằng result đúng không thế thì ở đây mình sẽ đổi nó thành result đấy. và trong result thì sẽ chỉ là dữ liệu thành công mà chúng ta cần rồi format lại document ok đấy thì đấy là result đấy nhỉ còn uh, nếu mà lỗi thì sao Đấy, nếu mà lỗi thì sao? thì ở uh, trong cái promise này mọi người để ý cái promise đấy, thì nó có thêm các cái tham số để bắt lỗi có thêm mà bắt lỗi để là catch Đúng nhỉ và cái parameter hứng lỗi đấy, thì mọi người muốn làm gì với cái thằng e này ví dụ như là mình có slot cái thằng e ra nhá ok đấy. thường thì uh, lốc cái thằng e ra được chưa? ở đây nó sẽ báo là mình thêm dấu uh, hàm để cho thể hiện nó đúng hơn đấy để cho nhỉ, rồi thì sau khi đã xử lý xong rồi ấy, thì khi đấy thì mình sẽ trả dữ liệu này ra được nhỉ, mình trả reset đấy là trả dữ liệu ra, sau đấy mọi người hoàn toàn thì sử dụng khi mà đã có dữ liệu từ server trả về chẳng hạn ví dụ như ở đây gọi xong api trả về mọi người muốn sử dụng thêm công việc gì nữa thì hoàn toàn sử dụng tiếp này chấm gen rồi chấm gen nữa được nhỉ, hoàn toàn có thể xử lý thêm, tức nghĩa là khi đã xử lý nhận được dữ liệu từ server rồi thì có thể xử lý thêm ví dụ như xóa bớt phần tử nào xóa bớt các cái prop nào không cần thiết trước khi mà đổ vào trong đô không? để cho nó tối hóa đúng không Đấy. Đấy. ví dụ như ở trong đây mình sẽ thì thằng gen này này nó có một cái parameter duy nhất thôi Đó là data chưa? thì nếu ví dụ như ở trong cái trường hợp này của mình ấy, thì mình không làm gì thì mình sẽ return data Đấy Đấy. thế thôi đơn giản này thôi mình sẽ format lại document Đấy, thì nếu mọi người làm công việc gì thì trước khi return thì xử lý cái data này được nhỉ rồi thế giờ ra chạy thử xem nó hoạt động không đã nhá chuyển sang dạng promise thì nó còn cảnh báo không được nhỉ rồi quay trở lại về cái này refresh lại này ok thì cái này chưa có gì cả vào đây đấy, ok, như vậy là mọi thứ vẫn hoạt động và cái cảnh báo đã không còn nữa, đúng nhỉ? Nhưng bây giờ ví dụ ta quay trở lại Dex chẳng hạn thì còn cái thằng Dex đúng không? Thế chúng ta làm nốt với thằng Dex nhá. Đấy. À, làm nốt với thằng Dex. Rồi. Làm nốt với thằng Dex nhá. À, quay trở lại với thằng index của thằng Dex. Chúng ta cũng chuyển nốt cái ascii data theo cái dạng này hiểu nhá? À, và chúng bây giờ chúng ta cũng xóa đây. Mình xóa luôn cái console đi nhá. Bây giờ chúng ta chưa cần console. Đấy, à, xóa đi. Tương tự bên này cũng thế, xóa đi. Thì mình ở đây mình sẽ return new promise nhé nha trong này là callback function này ừ, sao loạn này lên nhỉ ừ. ok trong này sẽ là hai tham số là resolve và tham số hai là reject nhé nhé ok copy cái set tham này vào đóng này lại copy cho dễ, dễ này nè nó vào đây. Thay vì đấy thì sẽ không phải là callback mà là reserve, reserve. Và do là trả ra kết quả nên ở đây sẽ chỉ là kết quả mà mình muốn thôi, chứ không có cái parameter null, error như của cái thằng callback nữa, đúng chưa? Rồi, cho nó format lại nhìn cho nó đỡ bị đỏ đã. Đóng này lại. Rồi có thêm cái parameter tiếp theo là à, có thêm cái hàm Hứng tiếp theo là catch Nếu mà lỗi Thì Làm công việc à, Làm công việc Đó là console Log cái lỗi này ra Đúng không Ok Và đây thì uh, Fix cái link này Cho nó đỡ bị Báo thôi đã Tương tự Ở đây cũng thế Nếu mà cần Gen Mình cứ viết trước đây Lúc nào chúng ta cần Thì chúng ta Có thể sử dụng Đúng không nhé return data này nha. Ok, format lại cả. Rồi, như vậy xong, bây giờ ta quay trở ra kiểm tra. sao lâu ta, lỗi lầm gì không nào? À, không có lỗi lầm gì cả. Nhưng mà chuyển về data rồi mà. Hay mình đã lưu chưa Dừng thử server nhá Reload lại xem Quay về home đi Ok Quay thử sang dex. À Quay thử sang dex Thì nó Đây Cái thanh chạy đây Nó báo là Cái callback của chúng ta Như vậy là nó vẫn đang Nhận là cái callback Chứ nó không phải nhận Sang cái return Mà chúng ta đã làm Đúng không nhỉ À đây rồi Cái callback Parameter callback của chúng ta rồi xóa đi và chạy lại nào ok này vào dex ok như vậy hoạt động bình thường đúng không và không cần cái cảnh báo nữa à, lần thứ nhất đúng không lần thứ nhất nên chưa check ở đây được đúng không nhỉ Đấy, cứ phải sang profile quay lại à, rồi ok như vậy hoạt động bình thường này đấy, ok hoạt động bình thường như vậy là chúng ta đã còn vớt thành công đúng không nhỉ thì uh, uh, đấy là đang theo cái theo cái, cái 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 hướng gọi là thành công đúng không thế vậy nếu mà sai thì sao uh. Đây ở đây để mình cố tình cho nó sai nhá. Đấy bây giờ code còn phải cố tình cho nó sai nữa. Thì đoạn set timeout tạm thời mình comment đi. Được chưa? Đấy. Vì thay vào đấy ấy, thì chỗ đoạn này mình sẽ reject thì như mình nói đấy là nếu mà là lỗi thì thằng reject sẽ trả ra cái lỗi đúng không nhỉ? Thì đây mình chỉ cần new cái error thôi. Một cái error thôi được chưa? Mình cắt chọn S lại. Và đấy mình ra ngoài này. Thế thì bây giờ mình quay trở lại home nhá, mình reload lại cho chắc này nhỉ? Sau đấy mình quay trở lại dex. Đấy, thì như vậy là cái này nó sẽ báo lỗi luôn là cái dex này là is not defined của instance, hiểu nhá. Mọi người sẽ báo đây thấy không? Nó sẽ có cái lỗi thấy chưa nhỉ? Đấy. Đơn giản không? Rồi, thế vậy bây giờ nếu mà cái lỗi này của chúng ta mà chúng ta hứng ấy, thì chúng ta sẽ làm cái công việc như nào? Thì nếu mà chúng ta mà cần đến cái 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 uh, cái gọi là khi mà có lỗi thì nó sẽ đẩy về cái 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 trang 500 ấy mọi người sẽ thấy là vào những website thì nếu mà nó có lỗi cả là nó cứ đẩy mình về cái trang 500 ấy đúng nhỉ. Thế là đây thay vì cái việc của mình có có lốc cái lỗi ra thì mình thôi. Mình không có lốc nữa mà mình sẽ sử dụng cái thằng còn stack và mình đẩy mình đẩy cái gì? Mình sẽ sử dụng cái hàm error ở trong còn stack và mình đẩy cái lỗi này vào trong để cái biết được. Và sau này nếu mà muốn làm gì ở cái trang 500 thì có thể lấy ra mà sử dụng được nhỉ. Đấy, thì ở đây mình sẽ có con stack chấm uh, error và truyền vào error nó nhận cái parameter chính là cái error mà chúng ta có thì ở đây mình sẽ truyền cái error mà chúng ta có ở đây vào đúng nha thì đây có thể lấy từ cái thằng này hoặc lấy từ e luôn đúng nhá Đấy, thì ở đây mình có thể mình lấy từ e luôn chẳng hạn rồi ok mình cắt chọn s lại được chưa Đấy, thì mọi người sẽ thấy không nó sẽ chuyển ra cái trang 500 này đây nha sẽ ra cái giao diện của trang 500 nếu mọi người để ý something went wrong này chính ra cái trang ở trong cái layout đúng không nhỉ? Trang cái layout đâu? Layout đâu ta. Layout đấy trang Eros đúng không nhỉ? Eros mặc định đây, đây nha Đấy ví dụ thêm một cái vài class cho nó cho nó đúng cái nhá, uh, text um, center và sẽ có cái margin y e là 3 đúng không nhỉ? Uh, 5 đi cho nó. Ok. Nhá được chưa nhỉ? Đấy. Thì như vậy nếu mà lỗi thì nó sẽ nhảy ra này đấy Thì đấy là cái cách bắt lỗi của chúng ta Thì mà để ý ở đây này Nó nhận lỗi là 500 xong thì nó sẽ truyền vào trong cái 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 Eros của con stack Và do là uh, Client đã nhận được đấy là lỗi Thì nên nó sẽ redirect về trang 500 ngay Nhiều nhờ rồi Thì đấy là cái hướng xử lý lỗi nhá Thì đấy là nếu mà các bạn nào muốn xử lý hướng lỗi được chưa Còn ở đây thì Không lỗi làm gì cả Đây là đang chạy hoạt động bình thường trả lại dữ liệu của chúng tôi, can chốn s, chốn +S, s, quay lại, reload lại đi. Ok như vậy xong như vậy chúng ta đã có được cái 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 uh, async data và thực hiện theo cái hướng đó là uh, promise nữa nha. Rồi thì ở video này thì chúng ta sẽ dừng ở đây thôi. Đến đây là chúng ta đã thành công được một nửa với thằng async data rồi. <laughs> Ừ, nghĩa là thằng nghiên cứu ta là còn rất nhiều điều thú vị mà chúng ta cần tìm hiểu tiếp, đúng không nhỉ. Rồi. Thì ba uh, bạn người nhé, hẹn mọi người trong video sau. See you again.